Nếu chúng ta biết cách mà đả thông với các mao mạch thì sẽ cải thiện được sức nghe. Đêm. Chúng ta sẽ lưu ý là như thế này, cái phương pháp mà liệu pháp thông mao mạch rất là hiệu quả cho những người mà mắc cái chứng mù tai hoặc là nặng tai ở người lớn tuổi. Tức là khi mà lớn tuổi khoảng 70-75 trở lên thì hay xảy ra cái hiện tượng là các thầy nói chuyện với con cháu sao? Thấy? Hả? Có không ạ? Rồi các cụ tâm sự cứ như cãi lộn trong nhà. Đó. Và chúng ta phải hiểu là vì sao là lúc này là do những cái mao mạch mà để dẫn máu đến nuôi tai ấy, nó bị xơ hóa, nó bị hẹp hoặc là nó bị tắc, nên là máu không tới nuôi, có hiện tượng xơ hóa, do đó mà cái tính lực bị giảm đi. Nếu chúng ta biết cách mà đả thông với các mao mạch thì sẽ cải thiện được sức nghe. Đương nhiên chúng ta không ngăn chặn được cái quá trình lão hóa, nhưng chúng ta có thể cải thiện được bằng cách như sau. Khi mà chúng ta làm bộ tai đít tai, việc đầu tiên không bao giờ quên kiểm tra. Cách kiểm tra như tôi hướng dẫn vừa rồi chúng ta sẽ làm thế nào? À, chúng ta sẽ không cho người bệnh nhìn thấy mặt mình. Không cho người ta nhìn thấy cái miệng của mình. Vì sao ạ? Chính xác, khẩu hình. Người ta rất giỏi nhìn miệng đoán chương trình. Đúng không? Người ta không có nghe được, nghe không có rõ. Nhưng mà mình nhét cái gì là họ biết hết á. Rồi vậy là mình sẽ không cho họ nhìn này. Mọi người sẽ làm cái động tác như tôi hướng dẫn nha. Mình giơ cái tay phải ra. Rồi sau đó mình lấy cái ngón tay trỏ, mình nút chặt vào cái lỗ tai bên phải. Và trong khi đó thì chúng ta vẫn cứ nghe nha. Chúng ta vẫn cứ nghe. Rồi bây giờ chúng ta sẽ rút cái ngón tay bên phải ra khỏi cái lỗ tai. Chúng ta giơ cái tay trái và lấy cái ngón tay trỏ nút chặt vào cái lỗ tai trái ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ rút cái ngón tay trái ra. Và lúc này mọi người cho tôi biết là có ai có hiện tượng là hai bên nghe không bằng nhau không? Có ha. À, có một bên nghe kém hơn ha. Rồi chúng ta sẽ xử lý cái bên nghe kém hơn đó. Và bây giờ cái pháp đồ điều chỉnh chứng ù tai đít tai cũng như là rối loạn tiền đình sẽ như sau. Và mọi người nhớ là cái bài này sẽ hỗ trợ cái việc mà giảm cái suy giảm trí nhớ nhé. Sẽ ngăn ngừa cái chứng suy giảm trí nhớ và giúp chúng ta minh mẫn tỉnh táo hơn. Thì bắt đầu như sau. Việc đầu tiên là chúng ta kiểm tra sức nghe. Sau đó chúng ta sẽ bơm máu khí lên đầu. Nhưng mà trước khi bơm máu khí, tôi có lưu ý một chút xíu này. Có một số trường hợp bị điếc tai mà chúng ta đặt cái ngón tay vào đây ấy, lúc mà kiểm tra chúng ta đặt cái ngón tay vào cái vị trí quanh tai này này, chúng ta ấn chặt vào một cái, họ á lên một cái, họ kêu ố lên một cái, rất là đau, đau nhói, đau chói lên á, thì lúc này họ có ổ viêm ở bên trong. Chúng ta lưu ý khi người ta đã bị ổ viêm ở bên trong, chúng ta sẽ giới thiệu họ tới chuyên khoa, bác sĩ tai mũi họng mới giải quyết được vấn đề này. Chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta làm được chuyện đó, mọi người nhớ nha. Vì họ đã có ổ viêm thì phải bác sĩ, phải thuốc, phải có phác đồ điều trị. Còn chúng ta chỉ giúp trường hợp gì? Trường hợp do lớn tuổi mà suy giảm, do hẹp và tắc cái mao mạch mà thôi. Rồi trường hợp thứ hai nữa là thủng màng nhĩ. Thủng màng nhĩ chúng ta không giới thiệu đi vá lại màng nhĩ thế nào. Tôi không biết có nghe lại được hay không, chứ mà chúng ta đừng có hy vọng là chúng ta thay thế được tay y nha. Rồi, phương pháp của chúng ta chỉ hỗ trợ thôi. Rồi, bây giờ việc đầu tiên của pháp đồ điều chỉnh của tay tai là bơm máu khí lên đầu. Rồi bây giờ lên đây mọi người sẽ, có một người lên đây làm mẫu, sẽ thực hiện lại cái phần bơm máu lên đầu ha. Chắc là mời anh đi. Mời anh làm một tay nha. Ai sẽ làm cho anh này? Học viên ai sẽ làm cho anh này ạ? À? Rồi ok. Học viên, à bạn này cũng là học viên mới tinh nha. Rồi. Rất là may mắn là sao ạ? Cái người mà được làm thì nhỏ nhắn vừa phải. Còn cái người làm á thì được hoành tráng cao hơn, đúng không? Đây là lớp chúng ta rất là may mắn. Anh này không cần phải ngồi, đứng anh này vẫn làm được. Rồi, bây giờ mình sẽ bơm máu lên đầu. Vừa rồi chúng ta học cái kỹ thuật bơm máu lên đầu.
đồ chơi đâu, dụng cụ đâu. Nhớ là anh ấy lấy dụng nha. Đây đây đi rồi. Đồ không? Đúng rồi. Đúng rồi. Chúng ta nhớ là đi đâu chúng ta cũng đặt lên cái trái banh và cái khóa hộ khẩu á. Vì cái dụng cụ á sẽ giúp cho chúng ta tự làm cho chính mình. Rồi. Không phải nhìn nè, lớp nha, ở dưới xem là hai anh này làm cho nhau đúng chưa nè. Thì đầu tiên chúng ta khi tôi có nói lên là chúng ta làm gì? Khóa. Khóa không? Khóa không? Khóa không đấy? Khóa cổ tay hay gọi là khóa hổ khẩu đúng không? Rồi. Lớp chúng ta quan sát nha. Mọi người quan sát nha. Rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Khóa khe tĩnh mạch ở trên mu bàn tay, khóa một bên khe giữa ngón 1, 2 hoặc là ngón 4, 5 trước cũng được. Rồi chúng ta đẩy máu ở khe bên kia. Chính xác. Ở dưới nha, nhớ là nhắc vở nhé. Đúng chưa, đúng chưa? Đến đây đúng chưa? À, và đẩy cái tĩnh mạch của hai bên. Đến đây đúng chưa? Đúng rồi, đẩy tĩnh mạch ở khu vực cổ tay. Cho hỏi một chút ạ, lúc đấy anh bị kén cái tay bên nào? Em đây, đây. Ok, thì đúng rồi. Đến đây mọi người nhìn kỹ thuật của bạn này làm. Đúng rồi, bút nó lên, bóp, bút nó lên. Mọi người thấy là học cái này có lẹ không? Chúng ta mới học hơn máu một tí nha. Lẹ nha. À, bây giờ làm hào hào lên rồi làm rất hào nha. Đến đây thì chúng ta làm gì? Đúng rồi, tháo khóa hộ khẩu vẫn giữ khóa nách. Chúng ta còn có gì nữa? Đúng rồi, chị chụp cái tay lên đầu sao cho máu nó dồn xuống. Rồi mình sẽ đẩy máu từ cái chỗ này, cái rãnh đúng rồi, là đúng rồi, cái chỗ giữa cơ ngực và cơ đen tai và cái tóc tay ấy. Rồi, dưới xương đòn đúng chưa mọi người? Ở dưới chúng ta nhìn được không? Được rồi. Vẫn giữ ở trên thì đúng rồi. Vì sao chúng ta lại khóa trên đầu? Chúng ta khóa nách. Khóa đầu để làm gì? Khóa nách là để cho máu không có đổ vào tim. Khóa đỉnh đầu là chúng ta làm gì? Là để cho dồn máu xuống. Khi khóa dưới, khóa trên thì áp lực máu, ứ máu lại, chúng ta đẩy áp lực máu mới tăng. Đúng rồi, em có thể quay lại cho lớp nhìn được không? Đây, quay lại bên kia, đổi vị trí. Đó, đúng chưa? Mọi người nhìn rõ hơn không? Rồi, đó. Mình bóp khoảng 30 cái. Anh này anh ấy bị kén tay bên này. Nên là mình có thể bóp 30, 40 hoặc 50 cái cũng được. Em cứ bóp thả. Mỗi lần chúng ta bóp, rồi thả, bóp thả là một lần chúng ta bơm mạnh máu lên đầu. Xong rồi, bây giờ bắt đầu chúng ta làm gì? À, vị trí động mạch cảnh. Đúng rồi, hết làm vẫn luôn mọi người. Cái động mạch cảnh nó nằm ở chỗ nào? Vị trí giao giữa cái cơ ức đòn trúng và cái góc hàm. Và cái tay này bị giữ ở đằng sau. Rồi cái ngón cái mình đẩy đẩy máu lên là đúng rồi đó. Mình cũng làm khoảng khoảng 30 cái. Hơn cũng được. Nhìn này. Cái tay này mình đặt này. Đó, mình nghe cái mạch đập mình đẩy lên này. Đẩy lên này, thấy chưa? Đẩy lên đó. Đó. Rồi. Đẩy máu lên đi, xong chưa? Xong. Ok. Vậy là sau khi đầu tiên là chưa có chữa gì hết á. Em tháo anh. Chưa có chữa gì hết á. Mà mới có bơm máu, anh nghe cảm nhận sao? Nhưng đầu tay nghe về cái vẻ là nó không hả? Mới có bơm máu này nha. Nghe nó không hơn. Bây giờ bắt đầu đến phác đồ điều chỉnh cụ tai, tiếp tai. Rồi bây giờ em đứng làm, cho xin phân tích rồi. Rồi mọi người nhìn nha. Rồi, chúng ta sẽ khóa đầu, rồi khóa hai. Rồi, sau đó
em toàn là chụp cái bàn tay, chụp cả cái bàn tay năm ngón này quanh cái tay rồi đây mọi người nhìn này, và chúng ta sẽ quào mẫu vào đâu, quào mẫu vào tay rồi đó, đơn giản vậy thế đó, rồi quào mẫu vào tay đúng rồi, không cần tại vì các cái đường máu mọi người nhìn đi kìa, từ xung quanh nhé, mình đưa nó vào tay mình đã chạm rồi, cứ vào thoải mái đi, nghe nó có tí tay nó nóng bừng lên ha, nghe chú chị rồi tiếp tục. Rồi sau khi chúng ta đã quào máu vào tay thì em sẽ đặt cái tay và em xoay như này, xoay quanh cái tay á, rồi đúng rồi vẫn là tác động đến các đường mạch máu đó, xoay quanh, xoay một chiều ạ. Đúng rồi, xoay một chiều. Rồi, xong rồi. Bây giờ mình sẽ vò miết cái bàn tay em cầm đó, em vò mạnh hơn chút xíu. Em vò cái bàn tay, vò tới rồi vò lui. Đúng rồi. Ấm ấm ha. Anh này nghe dễ chịu đấy. Khoái. Rồi, bàn tay ngoài, bàn tay trong. Đúng rồi. Mà khi mà em này nhít như vậy, anh có nghe cái điểm nào đó đâu không? Nhà trường. À, chưa có điểm nào đâu. Trong trường hợp mà khi chúng ta đó, nhưng mà em nhít lại hơn chút xíu xem sao. Bàn tay hơn chút xíu thì sao? Tìm xem có cái điểm đau nào không? Rồi, sau khi vò mít cái bàn tay xong, bàn tay trong, bàn tay ngoài xong, lúc này chúng ta sẽ dùng cái kỹ thuật giống như gọi là bẻ ấy, béo á, ngày xưa các cụ béo tay như là, à nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ bẻ này, mọi người nhìn này, cầm cái bàn tay này bằng ngón cái và ngón trỏ, sau đó chúng ta tì vào đây, chúng ta tì, mọi người nhìn tôi làm ha, chúng ta tì này, đấy cái chỗ này là điểm tì, chúng ta bẻ này, đó, bẻ này và bẻ này vài cái, rồi em làm đi. Đúng rồi, lấy nhớ lấy điểm tì, có cái điểm tì mình không có trượt cái tay, rách cái tay người ta. À, điểm tì cho nó vững. Rồi đúng rồi, bẻ thế đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ bẻ tiếp cái vành này nhỏ phía trước. Đúng rồi, em cũng cầm và em nong nó ra. Rồi bây giờ lúc này chúng ta sẽ lấy cái ngón tay trỏ, chúng ta thọc sâu vào cái lỗ tai, nong lên. Đúng rồi, nong theo chiều đi xuống, nong ra phía trước và nong ra phía sau. Đó. Đúng rồi, chính xác, làm rất hay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm cái động tác nữa, là chúng ta sẽ giữ cái tay bên kia, bên tai bên kia. Rồi em tháo cái băng ra được rồi. Rồi, giữ tay, em giữ một tay. Đây, em giữ một tay này. Sau đó thì em khum cái tay này này. Em khum cái tay này, em vỗ ha. Và nhớ là vỗ hơi, chứ đừng có tán nguyên cả cái cánh tay vào đầu người ta ha. Vỗ như là giống như là các bà mẹ mà nuôi con mà vỗ, lúc mà con có đờm á, vỗ cái lưng hết. Rồi thì vỗ này, giữ một bên, vỗ một bên nha, không vỗ cả hai. Đó, vỗ thế đó, em làm cho quen. Rồi giữ tay nào, lỏng cái tay ra, khum cái tay, đúng rồi, lỏng cái cổ tay, lỏng cái tay, đó, vỗ vậy đó. Rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ sẽ ép này, tìm này, ép chặt hai cái tay vào, nó thả ra, ép chặt hai cái tay vào, thả ra, ép vào tay. Đó, đúng rồi. Đó, ép. Đó, đúng rồi. Đúng rồi, nó hít đó. Nghe nó hít ra. Rồi, ép như vậy đó. Rồi. Rồi, bây giờ anh chúng ta sẽ kiểm tra cái tay nhá. Rồi anh cứ đứng đấy đi. Anh bịt tay đi ạ. Rồi bịt tay. Bây giờ bịt cái bịt đi, lấy một cái ngón tay bịt vào. Rồi nghe. Sau đó anh đổi tay, anh bịt cái tay kia. Và bây giờ anh cho nhận xét xem là hai cái đúng không? Tay này vậy nó không? Không, rõ rồi. Không như thế nào ạ? Không, nhưng nghe nó rõ hơn. À, nghe này rõ hơn. Đúng. Rồi, lớp cho một tràng pháo tay. Sao một tràng pháo tay cho ông thầy chứa mới tới lớp lần đầu. Rồi, bắt tay ra. Mọi người thấy có đơn giản không? Cái tay cô nhỏ.
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên Tâm.